Đánh cá hả? Đây là có bãi rau, con đường đi vô bãi Hiền là có bãi đá chỗ này. Hỏi mấy đứa nó quán ở chỗ đó, nó nói là bãi này tên là bãi rau. Ở phía bên kia có mấy ông đó kéo lưới để chút chạy lại gần đó quay mấy ông à. Đường thì cũng không tốt lắm, còn một ăn sơ mà nước thì cũng hơi đục. Để chạy vô phía trong rồi nói bãi Hiền ở trong kia đá không. Cái đường đi này còn đường đất đỏ. Của con hòn đường khó đi. Chạy đại vô chứ đâu có biết cái chỗ này là cái chỗ gì đâu. Ở ngoài quốc lộ thấy để 4 cây số chạy vô bãi Hiền rồi chạy vô đại thử coi. Ở đây còn hoang sơ luôn, chắc cũng chẳng ai vô đây ấm viễn, đường khó đi luôn, cũng tò mò đường dằn dữ lắm. Đường vô cái bãi này khó nhưng mà vô trong là thấy cái bãi đẹp mà, hơi khó đi chút. Bãi này đẹp hơn bãi kia. Ở đây là hồi nãy quảng mà quốc lộ nữa, để là bãi Hiền. Đã thấy con hoa nằm hết. Bãi này bãi gì vậy con? Bãi Hiền hả? Đi du lịch. Thấy ở ngoài quốc lộ nó để đường vô bãi Hiền thì chạy đại vô coi có cái gì trong này. Cái đường hơi khó vô. Ở Sài Gòn. Đi phượt nè. Chạy gần 20 ngày rồi. Đi 2 tháng đó. Rồi 20 ngày mới tới đây rồi. Đang thui rồi. Đi người Việt Nam về người châu Phi rồi. Không, chú không có làm bếp, chú làm quản lý. Quản lý nhà hàng á. Ở cái nhà hàng thì có bếp trưởng người ta dạy. Rồi làm riết chán quá thôi đi bụi luôn. Làm quản lý đó, nó lộn xộn quá rồi, nó tụi nhân viên nó cự cỏ nhau riết rồi.